Hôm nay check thử anh trai cái tay gương cầu của Isuzu này, 4.8 này. Lắp vừa kít luôn anh em này. Đấy nha anh em. Anh em chỉ việc tháo cho mình con ốc bên trên này các bạn này. Đấy, các bạn tháo ốc trên này đặt đây cho mình thôi. Có hai con thì các bạn bắt con ngoài cùng anh em nhé. Đặt vào đây. Xoáy lại ốc 8 nó sẽ đi bắt sóng bắt một con anh em nhé, không bắt hai con. Đây, giờ mình sẽ check thử cho anh trai nhìn xe này. Đấy, các bạn thấy không? Check thử này. Đấy, ok chưa các bạn? Lắp căng đét anh thấy không? Nhìn không? Vướng rồi. À, chắc chắn anh phải bóc cái này rồi. Chắc chắn anh phải bóc cái giá này anh mới nhìn được. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Không to, anh nhìn dưới em nhìn căng đét luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là gương tròn này. Đấy, nhìn nó cân cái dòng đầu xe này các bạn nhé. Ok nha các bạn nhá. Đây mình đang lắp cho anh trai cái gương tròn đây. Gương tròn của dòng này sẽ lắp như này anh em nhá. Lắp như này luôn này. Đấy, các bạn thấy ốc này bắt ốc và vừa kít luôn này. Nhìn hết đầu xe anh em nhá. Còn anh em nào mà dán cái giấy bên trong này này các bạn này. Thì các bạn nhớ là bóc giúp mình nhá. Anh em dán cái giấy này các bạn bóc giúp mình còn nhìn hết đầu xe luôn anh em này. Đó, nhìn hết đầu xe luôn các bạn đúng không? Đấy, ok luôn anh em. Mình anh em một vòng mình nhá.